Hôm nay tiện đi qua đây thì lại gặp cái cảnh bác người Mông đang rèn cái liềm bằng canh thủ công cực kỳ là vất vả. Đây cái liềm, đi cái liềm. Không phải đánh, nó đánh liềm mà. Đi cái liềm này, đây. Đi đào ruộng. Cái này liềm liềm để cắt cỏ đó. Khá. Sáng, sáng. Cái này sao không dùng máy, dùng cái này nó bơm nó khổ. Cái này mà dừng một ngày rèn là mấy cái đấy bác, một ngày rèn là mấy cái? Mấy cái, ừ. Mấy cái. Ừ. Không, không nhanh à, một ngày có được hai cái không? Hai cái, hai cái hả? Đánh à, đấy mới tối mới được hai cái à? Hai cái. Thế lâu nha. Cái này than củi ở trên rừng lấy về à? Xem nào, cái than củi vào vào than đốt về đây nhỉ? Vào. À, than vào ra à? Cái này thì không đốt không lâu đâu. Nhanh trái đúng không? Vui đúng rồi, than vào trái nhanh, trái nhanh mất nhanh. Không nhanh. Ừ. Đánh bầu đánh cho nhiều người. Cháu xem cái bộ máy tạo gió này, cái này làm lâu chưa? Lâu lắm rồi, bộ dài thế nhỉ? Xem nào, cái cuối cùng này làm như thế nào, vẫn như thế. Ấy da, cái này là hít gió vào, cái đằng sau đít này là hít gió vào đúng không? Mình kéo ra nó hít gió vào, xong mình để đi là nó đóng lại đúng không? Xong rồi gió nó đi theo đường kia vào, đi kia ra nhỉ. Nhà cũng đẹp phết đấy, xem nào, cấu tạo dưới này nào. Ui dồi, xem dưới này có cái đường đó. Đây. Cái này là có một cái, có một thanh que thanh sắt để dẫn gió xong rồi kia. Rèn một lát là nó to đẹp như thế này nha. Con bán được bao nhiêu tiền đấy? Con 50.000 á? Mang ra chợ bán này. Ồ, rèn miệng này con 50.000 thôi. Hai con 100.